qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 24, nhiệm kỳ 2010-2015, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Châu tạo được những dấu ấn quan trọng. Bằng những giải pháp mang tính đột phá, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, tạo cho huyện miền núi Quỳ Châu một sự ổn định vững chắc và từng bước có diện mạo mới, mở ra nhiều triển vọng mới cho vùng đất miền Tây xứ Nghệ. Từ thực tế của địa phương, bước vào đầu nhiệm kỳ 2010-2015, một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt được huyện Quỳ Châu xác định, đó là đoàn kết trong đảng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung phát triển kinh tế xã hội. Những kết quả đạt được không chỉ tạo dấu ấn trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng bộ huyện trong suốt cả nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi đánh giá là một cái nhiệm kỳ đạt được rất nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực, kể cả kinh tế, chính trị và đặc biệt là công tác xây dựng đảng trong 5 năm qua, nó nhiều cái nổi bật. Chúng tôi có cảm nghĩ là có những cái mà trước đây chúng tôi đã đưa vào chương trình nghị sự là có những cái bước đi nhưng mà không hoàn thành được. Đến giai đoạn khóa vừa rồi đây, thì các đồng chí có một cái cộng sự rất cao trên cơ sở là hỗ trợ của cấp trên, là năng động của huyện nhà, thì làm được rất nhiều cái việc mà trước đây chúng tôi chưa làm được. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 24, Đảng bộ thị trấn Tân Lạc chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đa dạng hóa ngành nghề, xem đây là mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Từ chỗ đầu nhiệm kỳ chỉ có một làng nghề, đến nay toàn thị trấn đã có 5 làng nghề và 1 làng có nghề. Làng nghề phát triển mạnh đã góp phần đưa giá trị sản xuất của các ngành tiểu thủ công nghiệp của thị trấn đạt 56,6%, vượt 0,91% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn khóa 6 đề ra. Kết quả đạt được của làng nghề là chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái cơ cấu phát triển kinh tế của thị trấn, bởi vì đây là một cái bước là tạo công việc làm cho nhân dân ổn định cái tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trong vùng địa bàn, giải quyết được cái vấn đề lao động là việc làm cho một cái bộ phận lớn của là các cháu học sinh khi mà ra trường chưa có công ăn việc làm, và một cái bộ phận nhân dân là chưa có công ăn việc làm ổn định thì tập trung vào cái làng nghề và làng có nghề. Đây là một cái định hướng an sinh xã hội rất tốt. Cùng với thị trấn Tân Lạc, nhiều xã của huyện Quỳ Châu đã tập trung phát triển làng nghề. Làng Thái Cổ Hoa Tiến, xã Châu Tiến, xưa nay nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Tuy nhiên, các sản phẩm của bản được người tiêu dùng khắp nơi biết đến nhiều hơn kể từ năm 2010, khi bản Hoa Tiến thành lập hợp tác xã dệt thổ cẩm và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là làng nghề. Đặc biệt, việc phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng đang là hướng đi mới đầy tiềm năng, không chỉ đáp ứng mục tiêu bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc, mà còn tạo sinh kế, tăng thu nhập, qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. Ở làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống thì cũng từ lâu đời, nhưng mà đến nay thì chúng tôi cũng khôi phục và có được nhà nước quan tâm đầu tư đưa các dự án vào, thì chúng tôi cũng phát triển thêm những kia các mẫu mã sản phẩm, rồi tăng thu nhập cho gia đình, cho từng hộ dân. Đầu nhiệm kỳ thì huyện đã ban hành cái chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2011-15, thì trong đó chú trọng nhất đến hạ tầng các cái vùng du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, trong đó là cụm Hang Bua, Thầm Mồm, rồi làng Thái Gốc ở Hoa Tiến, thì trong đó tập trung đầu tư vào cái du lịch cộng đồng ở cái làng Hoa Tiến, xã Châu Tiến. Ngoài cái đóng góp về phát triển, về tham gia phát triển kinh tế, đồng thời nó ổn định xã hội, đồng thời nó phát huy được cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Phát huy thế mạnh của huyện miền núi về rừng và đất rừng để phát triển kinh tế, bà con đồng bào các dân tộc trong toàn huyện đã trồng bình quân hàng năm trên 1.000 hectare, chủ yếu là rừng nguyên liệu,
đưa độ che phủ rừng hiện nay đạt 76,8%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Có thể nói, thu nhập từ việc phát triển nghề rừng đã góp phần điểm tô thêm cho bức tranh toàn cảnh về kinh tế xã hội của Quỳ Châu trong nhiệm kỳ vừa qua. Trồng rừng là nó lợi thế, bởi vì chúng tôi là đây là cái đầu ra, vừa là sản xuất được mà tiêu thụ được đầu ra, nên cái mức độ mà gọi là cái sản phẩm mình làm được cũng là đạt được theo cái muốn những cái đối với bà con nhân dân. Cái giá cả thị trường là tương đối ổn định nên bà con nhân dân chúng tôi là phát triển được. Trồng cái keo lai thì 5 năm là thu hoạch, còn keo hột là 7 năm là thu hoạch được. Có nhà là trên 10 hecta, 15 hecta, có nhà 2-3 hecta cũng là đủ. Mỗi năm thì cứ mỗi hecta là keo lai thì nó đến 8-80 triệu trên 1 hecta. Cấp ủy chính quyền cả cấp đã xác định cái kinh tế rừng là một trong những cái phát triển kinh tế mũi nhọn trên địa bàn huyện, do đó đã tập trung chỉ đạo nhiều cái biện pháp có hiệu quả để cái khoanh nuôi bảo vệ tốt, giữ được cái diện tích rừng hiện có, và đồng thời cái đẩy mạnh cái công tác trồng rừng, đặc biệt là có sự hỗ trợ tham gia các dự án như dự án trồng rừng thay thế nương rẫy, dự án trồng rừng sản xuất theo cái quyết định 147 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh sự phát triển về kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của địa phương đã được chú trọng đầu tư và phát huy tốt hiệu quả. Đến nay, các tuyến đường giao thông từ huyện đến trung tâm các xã đã được nhựa hóa với tổng chiều dài trên 91 km. Các công trình trọng điểm phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn cũng đã được khởi công và sắp đưa vào sử dụng. Tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng trong 4 năm qua lên đến 697 tỷ đồng. Huyện đã vận động xúc tiến đầu tư từ các chương trình, từ chương trình đường vào trung tâm xã như cho hoàn từ nguồn trái phiếu chính phủ, rồi là nguồn vốn của chương trình 29 cho vùng các xã đặc thù, rồi nguồn của chương trình 135 và các nguồn khác. Thứ hai là công tác vận động nhân dân hiến tặng đất, công tác giải phóng mặt bằng thì cũng được các ngành, các cấp, đặc biệt người dân ủng hộ đồng thuận trong việc vận động nhân dân giải phóng bằng để triển khai các dự án giao thông. Trong 5 năm, kinh tế của Quỳ Châu có nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng, nông lâm nghiệp phát triển khá. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quỳ Châu đạt 9,5%, ngân sách có bước tiến bộ vượt bậc, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt 21 tỷ, tăng gấp gần 4 lần so với năm 2010. Nếu như đầu nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ đạt 9,4 triệu đồng, thì đến năm 2015, con số này được nâng lên 19,2 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 39,6%. Trong số 24 chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng bộ huyện khóa 24 đề ra, có tới 20 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong đó, chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia vượt lộ trình đề ra. Đến nay, hệ thống trường chuẩn của Quỳ Châu chiếm tỷ lệ 81% và là huyện đứng thứ 2 trong toàn tỉnh về phong trào này. Chất lượng giáo dục là chất lượng mũi nhọn là cơ bản. Thì lâu nay thì muốn được đánh giá là cùng xếp vào cái top đầu của các cái huyện miền núi, kể cả về chất lượng mũi nhọn như Quỳ Châu cái năm học vừa rồi thì được xếp nhất cái bảng B thì thi học sinh giỏi, giáo viên nhà giỏi. Còn về trường chuẩn quốc gia thì vượt chỉ tiêu kế hoạch đầu hiện nay đến 80%, 81,1%. Đây là hai cái điểm mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất, là nổi bật nhất của cái lĩnh vực văn hóa xã hội. Trong 5 năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục giữ được đà tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng được đầu tư củng cố,
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều mô hình kinh tế được xây dựng thành công và nhân rộng. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc, tạo được nền tảng để huyện vươn lên trở thành huyện khá trong giai đoạn tiếp theo. Thì bên cạnh những kết quả đạt được thì Quỳ Châu cũng đang còn những cái tồn tại hạn chế. Một số chỉ tiêu của nghị quyết đại hội thì chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt là trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế của huyện Quỳ Châu thì cái kinh tế tăng trưởng hàng năm chưa đạt theo cái chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Cái tỷ lệ giảm nghèo, cái tỷ lệ thu nhập bình quân đầu người thì cũng đang đạt thấp so với cái bình quân chung của tỉnh. Thì để khắc phục những cái tồn tại hạn chế và quyết tâm thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội lần thứ 25 của Đảng bộ huyện sắp tới thì chúng tôi cho rằng là trước hết là trên cơ sở các cái mục tiêu, chỉ tiêu đã được xác định trong cái nghị quyết đại hội sắp tới ấy, thì chúng tôi tập trung vào khai thác cái tiềm năng, cái thế mạnh của địa phương, đặc biệt là trong cái lĩnh vực về thế mạnh của địa phương như về nông lâm nghiệp, chăn nuôi, đồng thời phát triển cái ngành nghề truyền thống, xây dựng các cái làng nghề, làng có nghề để tạo thu nhập, việc làm cho người lao động. Đồng thời là tạo cái môi trường thuận lợi để thu hút cái đầu tư từ bên ngoài, để tiếp tục đầu tư cái kết cấu hạ tầng, phục vụ cho cái sản xuất, cho cái kinh doanh và phát triển của địa phương trong những năm tới. Kinh tế tăng trưởng mạnh đã khẳng định vai trò lãnh đạo chỉ đạo đúng hướng và hiệu quả của các cấp ủy đảng ở Quỳ Châu trong nhiệm kỳ qua. Đó cũng chính là kết quả của việc thường xuyên củng cố xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện của Đảng bộ huyện Quỳ Châu, thành tựu đạt được qua một nhiệm kỳ nhiều đổi mới với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận một lòng của toàn đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân là nền tảng vững chắc để Đảng bộ huyện Quỳ Châu vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.